Xin kính chào quý vị và đang xem chương trình Việt View Sức khỏe tâm lý gia đình và cộng đồng của đài Little Sài Gòn TV trên băng tần 56.7 Galaxy 19 và trên website của đài. Thì bây giờ là tới phần chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị về những cái cách thức. Thứ nhất là hiểu thêm về stress, và sau đó chị Xuyến sẽ nói về những cái cách để mình có thể mình tập để mình quản lý cái vấn đề áp lực. Mời chị. Những 70% nguyên nhân của các cái bệnh thể chất đến từ stress. Thì các quý vị nhìn ở đây á, là từ về vấn đề thận cho đến vấn đề cái da của mình, nhịp đập tim, rồi những cái khớp xương của mình, về phổi, về não, về đó quý vị thấy về cái hệ thống tiêu hóa, mắt của mình, vân vân. Thì những cái bệnh mà về thể chất á, thì người ta có cái kết luận là 70% nguyên nhân đến từ từ stress. Và cái stress này nó không có nghĩa là một lúc một thời đâu. Có những cái stress là chronic, nó gọi là toxic stress, là có những cái stress bình thường hàng ngày thì nó giúp cho mình, để tạo cho mình thêm, kích thích cái năng lượng của mình để mình hoạt động, thì nó rất là bình thường. Nhưng mà có những cái áp lực mà nó ngày đêm và nó rất là lâu năm, và có những áp lực nó gọi là áp lực độc hại đó, tức là toxic stress đó, thì cái đó nó sẽ gia tăng cái stress hormone cortisol của mình rất là nhiều. Mà cái nếu mà 60% cái não trạng của mình mà có cái hormone stress hormone mà cortisol thì nó trở nên rất là độc hại ha, ảnh hưởng đến cái sức khỏe thể chất và tinh thần của mình. Khi những cái dấu hiệu về về stress chắc có lẽ là quý vị cũng không nói thì chắc quý vị cũng nhận ra ha. Với em cái dấu hiệu về stress của em là gì? Em nghĩ là em nhức đầu. Em tới đó sáng giờ em hơi nhức đầu đó, làm hơi cũng hơi nhiều rồi. Hồi nãy lúc đang chờ chị đấy, em thích 15 phút nap giúp. Tốt lắm, tốt lắm. Thực ra cái dấu hiệu stress nó có thể đi ba cái khía cạnh, là cái hành vi của mình, rồi thể chất của mình, cái body của mình, và cái cơ thể của mình phải để ý mình mới cảm nhận được. Thật ra ngày hôm nay những cái có những cái phương pháp trị liệu mà mình tập trung vô, mình để ý những cái sự đau đớn của bản thân, là mindfulness về và mình thở. Mình hít thở vào những cái nơi mà mình bị đau thì nó sẽ release bớt cái nó giảm đau cho mình. Tại vì khi mà quý vị mà thở, hít thở đều và hít thở tự nhiên hay là hít thở sâu á, thì nó kích thích cái hệ thống parasympathetic system, là cái hệ thống nghỉ ngơi của mình. Thành ra là và nó làm giảm đau. Thành ra là cái vấn đề thở, bởi vậy nên bây giờ nó có những cái tập về tập tỉnh thức, mindfulness breathing, thở một cách tỉnh thức, rồi có những cái tập về nghĩa là nhiều về khía cạnh mà mindfulness có nghĩa là tỉnh thức. Thì những cái dấu hiệu như quý vị thấy nè, chị căng thẳng là nhiều khi mình không có suy nghĩ được, thì bởi vậy người ta nói khi mình bị stress, mình căng thẳng, mình không nên lấy những quyết định lớn. Vì lúc đó khi mà mình căng thẳng thì cái phần mà đằng sau cái trán của mình, cái prefrontal cortex của mình á, nó không có làm cái chức năng, nó không có được làm việc bình thường. Nơi đó là nơi nó gọi là executive functioning, tức là những cái nơi mà điều hành ở trong cái não của mình á, thì là để quyết định nè, để phán đoán nè, để tiết chế ngôn ngữ, để tự chế bản thân, để sáng tạo, để tập trung, để giải quyết vấn đề, vân vân. Thì khi mà mình bị stress thì cái phần đó nó không có cái chức năng, nó bị compromised. Em nghĩ chết thì cái giảm hiệu quả đi. Giảm hiệu quả, đúng rồi. Thật ra em thấy mỗi lần mà mình tức, mình giận lên, có nhiều khi mình không tiết chế được cái ngôn ngữ của mình, đúng không? Xong đó rồi mình mới thấy, lúc mình bình tĩnh lại rồi mình nói, ủa sao nãy mình lại nói như vậy? Nhưng mà thực ra là khi mà mình căng thẳng thì mình lại ảnh hưởng. Thành ra là quý vị có xem coi là cái suy nghĩ của mình nó có bị bế tắc không? Hoặc là nó xuống tinh thần, hoặc là bị tiêu cực, hoặc là mình cảm thấy chán chường, mệt mỏi và không muốn, nghĩa là không có cái gì tha thiết, thì đó nghĩa là mình đang bị stress lắm á. Về cái cơ thể và thể chất của mình, nếu mình để ý đau cổ, đau lưng, đau vai, đau đầu ha, bắp thịt thì nó cứng, vân vân, thì quý vị để ý về cái thể chất của mình. Đó là mình để ý cái thể chất thôi, chứ còn những cái khía cạnh mà chúng tôi vừa mới nói về những cái bệnh thể chất á, thì nó cũng phần là nó đến từ stress á. Rồi về cái hành vi của mình, mình dễ tức, dễ nóng, dễ giận, cái khả năng mà chịu đựng căng thẳng của mình, áp lực của mình nó rất là thấp, không có như bình thường. Biết là mình chịu hết nổi rồi.
thì dễ cáu bẩn và dễ nghĩ tiêu cực lắm. Những người mà mình bị stress nhiều năm á, mình là người dễ bi quan và rất là dễ tiêu cực. Tiêu cực về bản thân mình, suy nghĩ rất là không tốt về mình và suy nghĩ không tốt về người khác nha. Thì khi mà mình ở trong những cái dấu hiệu như vậy rồi, cái câu hỏi đặt ra là mình nên làm gì để mà mình giải độc? Đúng rồi. Hay mình làm gì để mình giải tỏa những cái điều đó? Chắc là cho chị thêm cái slide kế tiếp coi là mình đang ở đâu. Và được rồi chị. Chưa, không không cái khác nữa em. À cái chắc là đi lên. Ok. Cái vấn đề mà khi mình giảm làm sao để giảm áp lực cho mình và bản thân đó, thì nhiều khi cái trong cái tương tác xã hội á. Ok, cái này cũng được em. Trong cái tương tác xã hội, trong tương tác giữa con người với nhau, nó cũng tạo cho mình cái căng thẳng nha. Đúng rồi. Thì cái một trong những cái mà mình có thể làm được, làm sao tạo được cái cảm giác an toàn cho người khác và cảm giác an toàn cho mình, thì nó sẽ giảm bớt cái stress. Đôi khi để mà mình săn sóc cái sức khỏe của mình khi mình căng thẳng, mình cần phải hỏi mình là what do I need right now and what works for me? Cái điều gì tôi đang cần bây giờ, mình đang cần bây giờ, và điều gì có nó đang thích hợp với mình lúc này. Lúc đó là lúc mà mình sẽ cần phải đi về săn sóc cái bản thân của mình và tìm những cái gì mà nó thích hợp và nó work cho mình để mình giải tỏa. Yeah. Đó. Thì ngày hôm nay nó có một cái practice nữa là nó gọi về tập về cái tàu lòng bác ái và từ bi với bản thân. Self-compassion skills. Cái kỹ năng đó thì chút nữa chị sẽ nói thêm. Có những cái suy nghĩ lệch lạc, mà yeah, nó dễ làm cho mình căng thẳng lắm. Tức là suy nghĩ thôi đủ làm căng thẳng rồi đó. Yeah, hey. Tức là những cái cách, cái lối suy nghĩ của mình mà nó thành cái quán tính rồi. Yeah. Thế là mình quen, đôi khi cá trong nước không biết mình ướt, thôi là mình cứ thói quen như vậy. Những cái loại suy nghĩ nào dễ cho mình căng thẳng và mình sẽ cần để ý nó. Mình khi mình ghi nhận, mình để ý nó rồi mình mới buông nó được. Chứ còn mình không để ý, mình không biết là mình có một cách rất là tự động thì mình không không nhận ra thì mình không buông được. Ví dụ cái lối suy, cái cách suy nghĩ của mình thường thường là all or nothing thinking, tức là nó phải như vậy, nếu nó không như vậy thì có nghĩa là không có gì cả. Nếu mà anh không có đoán được cái suy nghĩ của tôi, có nghĩa là anh không thương tôi. Ừ. Rất là tuyệt đối. Rất là tuyệt đối, rồi, rất là khá là cực đoan. Nếu mà đến cái chợ đó mà mình mua cái trái sầu riêng mà nó không có tốt quá, nó hư á, là cái chợ đó là bán sầu riêng hư. Yeah. Đúng không? Cả đời rồi. Mình all or nothing. Nhưng mà mình không nhớ là có những lúc mình đến mình mua cái sầu riêng chỗ đó cũng được chứ không đến nỗi nào, đúng không? Thì cái suy nghĩ mà mình đến kết luận một cách cực đoan hả? Cực đoan và tuyệt đối. Tuyệt và đối. Em nghĩ là em nhớ nhiều người hay nói cái này, hay dùng cho dưa hấu này. Nhiều cái nói là đi chợ Costco là mua dưa hấu nó ngon hơn. Em cũng mua dưa hấu nhiều khi cũng xui mua đâu ngon đâu. Cái đó không ngang hàng đó. Khi mà mình đối với trong cái tương quan con người á, mà người ta làm một cái lỗi gì á và mình cho nó một cách rất là tuyệt đối, yeah, thì nó sẽ căng thẳng cho họ và cho mình đúng luôn rồi, đúng, đúng rồi. Không? Hoặc là bản thân mình làm một cái lỗi gì đó thì mình lại suy nghĩ rất là tuyệt đối, mình đã làm cái lỗi đó thì có lẽ là không còn hy vọng gì nữa rồi, ừ, là coi như là xong rồi đó. Hoặc là mình đã rất là tồi tệ, hoặc là rất là cái gì đó mà không có đường quay về. Cách suy nghĩ mà mình tuyệt đối và cực đoan như vậy, yeah, nó sẽ rất là căng thẳng ha. Cái thứ hai nữa là qua đũa cả nắm, chút nữa mình trở lại mình sẽ nói thêm. Dạ, thì bây giờ chút xíu nữa chúng tôi sẽ quay lại để nói thêm những cái suy nghĩ này rất là hay để quý vị biết. Tại vì em nghĩ là nhiều người bị cái này lắm. đủ kiểu vấn tất đề. Tất cả mọi người, chính bản thân chị cũng vậy thôi. Em cũng vậy thôi. Thì xin quý vị đừng dừng máy, chúng tôi sẽ quay lại 60 phút thông tin thương mại.